Xin chào quý vị các bạn, hôm nay Di động Cao cấp.vn giới thiệu bạn video giới thiệu về bộ khung xương của Blackberry Z30. Có rất là nhiều khách hàng gửi mail thư đến Di động Cao cấp.vn hỏi về bộ khung xương, cái viền trắng trắng của Blackberry Z30 đang bán tại Di động Cao cấp.vn. Hôm nay mình xin qua video này mình xin giới thiệu với bạn cách phân biệt và hướng dẫn tư vấn thay mới xương của Blackberry Z30 chính hãng tại Di động Cao cấp.vn. Đó, trên tay mình đây là Blackberry Z30 chính hãng. Đó. Rất là đẹp. Nhưng qua quá trình sử dụng thì cái phần viền trắng bên dưới của máy rất hay bị xước, bong chóc, rơi va đập. Đó. Có trường hợp rơi rất là mạnh, như trường hợp một cái xương như thế này. Bị rơi rất là mạnh, vỡ cả xương, bong cả loa. Bong cả loa ngoài bên dưới ra, phần xương thì móp vỡ chứ này, vỡ tung rồi. Có trường hợp thì đến Di động Cao cấp.vn thì bị rơi mạnh tung mất phần loa trên đầu, bong mất phím nguồn, rơi rất là mạnh. Đa phần là xương bị xước, bong chóc qua quá trình sử dụng, rơi ra va đập, vân 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 vân. Di động Cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh kiện Blackberry Z30 hàng đầu hiện nay. Chúng tôi hiểu được cái mong muốn đó của khách hàng và đã nhập về khung xương mới dành cho Blackberry Z30 chính hãng. Đó. Trên tay mình đây là một bộ xương Blackberry Z30 chính hãng mới 100% đang chuẩn bị thay cho khách hàng. Đó. Phần xương còn nguyên siêu, phần bên hông đều được bọc siêu hết, vẫn còn siêu, phím nguồn. Blackberry Z30 với thiết kế rất thông minh, khi khách hàng thay cái cụm xương này thì không hề ảnh hưởng gì đến các cái linh kiện bên trong, main, loa, mic, đó không bị ảnh hưởng đến bên trong. Đó, đây mình thể giới thiệu qua, đây là một cái main của Blackberry Z30. Mình sẽ bóc cái main ra cho các bạn thấy. Đó. Phần main được thiết kế rất thông minh, là cảm bảo main, không liên quan gì đến phần xương. Phần xương máy chỉ có tác dụng là bao che máy mà thôi, không ảnh hưởng đến phần main. Nhưng mà khi các bạn thay cái phần xương này, rất nhiều các bạn khách hàng hỏi Di động Cao cấp.vn là khi mà thay cái xương này có ảnh hưởng gì đến máy bên trong không, ảnh hưởng đến dữ liệu của máy không, thì Di động Cao cấp.vn xin trả lời là hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến các phần cứng bên trong, xương bên trong của máy. Với nhiều năm kinh nghiệm gắn bó với Blackberry nói chung và Blackberry Z30 nói riêng, Di động Cao cấp.vn nhận thay xương Blackberry Z30, làm mới xương Blackberry Z30 ngay tại chỗ, chỉ sau 5 phút là quý khách hàng đã có một bộ áo mới dành cho Blackberry Z30, không còn bị xước, không bị bong chóc, không còn bị cảm giác máy không được đẹp như ban đầu. Mọi thông tin về dịch vụ thay mới xương Blackberry Z30, quý hàng vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466750999 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn. Địa chỉ cung cấp linh kiện Blackberry Z30 hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị các bạn.